Và khi mà bước sang tuổi 30 rồi thì thực sự là đôi khi mình soi gương mình cũng cảm thấy giật mình. Mình bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lão hóa ở trên da, ví dụ như là một vài những nếp nhăn ở dưới mắt này, hay những nếp nhăn ở khóe miệng, rồi xuất hiện một vài những đốm tàn nhang nho nhỏ. Mình cũng đã thử dùng qua rất là nhiều những loại dưỡng da khác nhau, nhưng mà ngày hôm nay thì mình đặc biệt gợi ý cho mọi người một loại dưỡng da mà có thể nói là bảo bối từ khi mà mình phát hiện ra loại dưỡng da này, đó chính là kem dưỡng da Hera. Thông thường thì da của Chi là da hỗn hợp và cũng khá là khô, đặc biệt là vào mùa đông nữa, nên là Chi rất chú trọng đến việc cấp ẩm cho da và làm trẻ hóa da cũng như là sáng da. Đối với loại kem dưỡng da này thì buổi tối trước khi đi ngủ Chi dùng thì sáng ngày hôm sau dậy thấy da của mình căng bóng hơn rất là nhiều, mọng hơn nữa. Và sau đó thì thông thường buổi sáng Chi sẽ không dùng sữa rửa mặt mà Chi chỉ dùng có nước hoa hồng toner để thẩm thấu vào da, sau đó lại bôi một lớp kem dưỡng da nữa, bởi vì buổi tối là mình đã bôi kem rất cẩn thận rồi thì sáng ngày hôm sau vẫn còn cái lớp dưỡng đó, thì mình sẽ tiếp tục dùng kem dưỡng da Hera này để mình trang điểm một lớp trên gương mặt, nó như là một lớp dưỡng da để tiếp tục cung cấp ẩm cho cả một ngày dài bạn làm việc vào sáng ngày hôm sau. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần bôi kem chống nắng và một chút son là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin. Và điều quan trọng đối với loại kem dưỡng da này khi mà chúng ta dùng ban ngày á, là không có cảm giác bết dính, bởi vì rất là sợ cái cảm giác bết dính khi mà bôi vào da, đặc biệt là vào mùa hè nữa khi mà cơ thể của chúng ta bắt đầu bị toát mồ hôi rất là nhiều, thì cái kem nào mà không bị bết dính mà nó vẫn có thể cung cấp ẩm cho da, đó là một cái điều quan trọng nhất. Thì kem đối với loại kem dưỡng da Hera này thì Chi không hoàn toàn không có cái cảm giác khó chịu như vậy, và đặc biệt là nó có mùi thơm rất là dễ chịu nữa. Đối với Chi thì sau khoảng một thời gian sử dụng kem dưỡng da này, đây là lọ thứ hai rồi, thì bắt đầu thấy những vết nhăn ở dưới khóe mắt của mình hay là ở khóe miệng của mình cũng bắt đầu dần mờ đi, bởi vì khi mà chúng ta thiếu độ ẩm ở trên da thì bao giờ da của chúng ta sẽ tạo một nếp nhăn, và khi mà chúng ta cung cấp đủ độ ẩm thì bắt đầu những nếp nhăn đó được bắt đầu nó tái tạo lại và nó sẽ căng mọng trở lại, thì khiến cho da của chúng ta luôn luôn trông trẻ hóa và mịn màng.